Sau đây là bốn mẹo kéo dài tuổi thọ cực tiết kiệm mà các bạn nên thử. Đầu tiên là uống trà thảo dược. Không cần phải chi trả cho những thực phẩm hữu cơ đắt tiền mới giúp bạn có một cơ thể khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ. Một số loại trà thảo dược đơn giản, giá thành vừa phải cũng có thể đem lại hiệu quả tăng cường sức khỏe. Theo Dan Buetner, người tiên phong trong nghiên cứu về vùng xanh, những nơi mà người dân có thể sống cao tới 100 tuổi, có một số cách để kéo dài tuổi thọ mà lại không tốn kém. Tại Icaria, Hy Lạp, Bu nhận định thấy, super arrest, những người cao tuổi khỏe mạnh thích trà thảo dược làm từ các loại thảo mộc phổ thông như là cây xô thơm, hương thảo hoặc là cầm quỳ. Theo Ben Medicine, thực vật được sử dụng trong trà thảo dược thường chứa chất chống oxy hóa, hợp chất chống viêm và các vi chất dinh dưỡng khác giúp cải thiện đường tiêu hóa, huyết áp và mức cholesterol. Thứ hai, ăn nhiều đậu không giống như chế độ ăn keto, cư dân ở vùng xanh thích ăn nhiều cáp, bao gồm ngũ cốc nguyên hạt và các loại thực vật giàu tinh bột như là khoai lang. Bên cạnh đó, đậu là một loại thực phẩm phổ biến với lượng dinh dưỡng dồi dào được ưa chuộng tại đây. Chúng cung cấp một lượng chất xơ ổn định giúp cải thiện đường tiêu hóa và lượng đường huyết, đồng thời ngăn ngừa ung thư ruột kết. Đậu là thành phần chủ yếu trong chế độ ăn ở địa trung hải truyền thống ở vùng xanh của Hy Lạp và Ý. Ở những khu vực như là Costa Rica, đậu thường được trồng và ăn cùng với ngô, bí, được gọi là ba chị em, cung cấp nguồn protein hoàn chỉnh với tất cả các axit amin thiết yếu. Thứ ba, đi bộ nhiều. Có nhiều nghiên cứu cho thấy là tập thể dục đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của con người khi về già. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể duy trì thói quen này. Theo Bunnner, một trong những yếu tố phổ biến tại các vùng xanh là cư dân ở đây tập thể dục hàng ngày chỉ bằng cách là đi bộ. Nghiên cứu cho thấy rằng đi bộ 30 phút mỗi ngày có thể giúp ngăn ngừa chứng mất trí nhớ, bệnh tim, ung thư và tử vong sớm. Thứ tư, dành thời gian với bạn bè và gia đình. Nghiên cứu cho thấy là một trong những cách tốt nhất để cải thiện sức khỏe và tâm trạng mà không cần dùng một xu nào, đó là xây dựng mối quan hệ với mọi người xung quanh. Cô đơn được coi là một căn bệnh có thể khiến bạn mất đi 15 năm tuổi thọ và việc tạo dựng duy trì các mối quan hệ có thể giúp ngăn chặn, giảm thiểu những tác động tiêu cực này.